Ừ, xin sư định nghĩa cho con hiểu chữ quán tưởng nghĩa là gì, con chưa hiểu rõ chữ này sợ rằng bản thân sẽ nhầm sang tưởng tượng. Làm sao phân biệt được quán tưởng và tưởng tượng? Cái từ quán tưởng xin thưa là Uh, một trong những vấn đề mà cái uh, ngôn ngữ Bali khi chuyển qua tiếng Việt á, là nó um, khó mà chúng ta dùng cái cái từ nó uh, sát nghĩa. cái thứ hai đó uh, là nhiều vị khi mà dịch á, thì lại dùng chung một từ cho những cái uh, chữ Bali khác nhau ừ. thì nó cũng kẹt ở cái từ quán tưởng ấy, ở trong Bali ấy, tùy mỗi bài kinh mà dịch từ những cái chữ Bali khác nhau mà các ngài vẫn dịch cái từ là quán tưởng khi đó, có khi đó là dùng trong kinh dùng cái từ là Pasati basa, Pasati thì um, từ Pasati đó có nghĩa là thấy hoặc là hiểu ví dụ như vị tỳ kheo thấy rõ các cái pháp là vô thường đấy vị tỳ kheo hiểu à, các cái hành là vô thường vị tỳ kheo đấy hiểu à, các cái à, tất cả các cái sân khà rá ở thế gian này đó thì nó không thể nào tránh được cái chuyện là nó biến đổi. thì uh, các ngài có thể uh, dịch là quán tưởng ví dụ như là quán vô thường, quán khổ, quán vô, quán vô ngã. thì cái từ quán tưởng ở đây là khi mà dùng cái từ là bát sa tí. thì nó có nghĩa là thấy hoặc là hiểu là thấy rõ thấy rõ uh, các cái pháp là nó sẽ nó vô thường, uh, thấy rõ đấy các cái pháp. Ờ, nó khi mà vô thường cái gì vô thường đó thì cái đó khổ mà cái gì vô thường khổ thì nó không đáng để xem đây là ta là của ta đây. thì lúc bây giờ đó cái từ bát sa tý bát có nghĩa là thấy hoặc là hiểu ừ. rồi có khi đó là cái cái cái, cái, cái 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 sự quán tưởng cái quán tưởng ờ, nhưng mà ở đây nó lại là có cái có cái từ là sanh nhi sanh nhi à, sanh nhi nó là danh từ các ngài cũng dịch là quán tưởng à, bác sa tí cũng là quán tưởng mà sanh nhi các ngài cũng dịch là quán tưởng thì cái từ sanh nhi đó à, nó là danh từ nó nó có nghĩa là sự sự thấy rõ sự thấy rõ à, hoặc là sự nhận thức được à, sự nhận thức được như là mình có cái sự thấy rõ uh, các cái pháp đấy thì nó, rồi có khi đó uh, lại cái từ là Anupasi thì vẫn vẫn dịch là quán tưởng <laughs> Anupasi vẫn dịch là quán tưởng thì Anupasi có nghĩa là cái uh, nó tính từ nó có nghĩa là cái 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 người quan sát, cái người quan sát và cái người suy ngẫm, tức là cái người đó họ quan sát hoặc là họ suy ngẫm rằng, họ suy ngẫm rằng họ suy ngẫm về cái lời dạy của Đức Thế Tôn để cái người họ quan sát về các cái pháp mà được Đức Thế Tôn dạy, Anupasi. đấy, à, ví dụ như à, cà dê cà dê cà có mình hay dịch là quán thân trên thân á à, quán thân trên thân rồi uh, quê đá na xu, quê đá na nupasi. mình dịch là quán thọ trên thọ thì cái nút đó có nghĩa là quán sát à, quan sát à, có nghĩa là quan sát hoặc là suy ngẫm tức là quan sát thân trên thân quan sát thọ trên thọ quan sát tâm trên tâm quan sát pháp trên pháp mà cái từ quan sát này hoặc là suy ngẫm á, thì các ngài lại dùng cái từ là quán tưởng đấy cho nên chúng ta có thể hiểu là cái sự quan sát, sự suy ngẫm, cái sự nhận thấy, cái sự nhận thấy, cái sự nhìn nhận thì nó là ý nghĩa của những cái chỗ, những cái cái từ quán tưởng này. Còn cái 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 cái, cái um, quán tưởng và tưởng tượng á, xin thưa là nó cũng cũng là do người việt mình dùng chữ thôi, người việt mình chơi chữ với nhau thôi à, là sao à, khi mà chúng ta bắt sát tí mà chúng ta bắt sát tí tức là mình chúng ta hiểu chúng ta thấy cái vấn đề đó hoặc là khi chúng ta suy ngẫm cái vấn đề đó, nhận thức cái vấn đề đó mà nó đúng pháp, ừ, nó đúng pháp thì mình dùng cái từ là quán tưởng. Nhưng mà khi mình suy ngẫm cái vấn đề một cách sai pháp, tức là không có đúng pháp thì đã sai pháp thì mình dùng cái từ là tưởng tượng. Ừ. thực tế nó nó chỉ chỉ hai cái vấn đề thôi là cùng một vấn đề đó đó. Thì anh suy nghĩ, anh suy ngẫm, anh suy xét anh thấy anh hiểu mà nó đúng pháp hay là sai pháp đơn giản vậy thôi à. chứ còn bản thân chúng sanh cái từ mà sanh nhi đó nó vẫn là dùng cái từ sanh nha sanh nha là cái tưởng chúng ta vẫn phải dùng tưởng nha à. chúng sanh còn phàm họ vẫn phải dùng tưởng à, họ phải dùng tưởng để mà họ làm cái này làm cái kia đấy cái vấn đề ở đây là chúng ta đúng pháp hay sai pháp thôi à ngay cả cái vị thực hành à, Tứ niệm xứ thì họ cũng phải dùng cái sanh nha để họ suy xét vấn đề à, ở trong à, kinh à, à, gốc rễ của pháp môn á, à, thì đức à, thế tôn nói phạm phu mình mình thấy các cái vấn đề là mình thấy dựa trên cái sự tưởng tượng ngay cả cái việc mà mình học giáo lý Mình học vô cái giáo lý vô ngã Mình vẫn phải dùng cái trí tưởng tượng của phàm Phu Để mình tưởng tượng về cái Ý nghĩa của sự vô ngã thôi ừ. ờ, Cái vấn đề ở đây đó Cái vấn đề ở đây Là chúng ta có nương tựa theo Pháp hay không Có thực hành Đúng theo Pháp hay không Chứ còn cũng tưởng đó Cũng tưởng mà anh tưởng sai Pháp Thì nó đi sai đường Chỉ đơn giản vậy thôi Ừ cho nên chúng ta học pháp hành pháp thì chúng ta nên tránh tránh cái chuyện là mình xa đà vào uh, cái sự tranh cãi chơi chữ với nhau nên tránh cái chuyện đó đi hmm?